Chắc các bạn đã kinh xe phong cách 24 giờ. Accenture cho làm bản độ cực kỳ hầm hố với dàn chân phong khối lớn của nước bạn. Yamaha Accenture cho làm không còn xa lạ với những nước Đông Nam Á. Với vóc dáng thể thao không quá hầm hố, ở cùng phân khúc 105cc đầy mạnh mẽ là sự lựa chọn hàng đầu của các biker trong và ngoài nước. Mỗi bản độ đều cho mình một phong cách khác nhau từ nhẹ nhàng đến hầm hố. Và bản độ của nước bạn dưới đây cũng tương tự như vậy, khi chủ nhân của nó đã cho một cơ bắp đầy khủng của dàn chân phân khối lớn. Khoác mình bộ áo trắng đỏ đầy cá tính, phần yên cũng được độ lại 2 tầng như những dòng mô tô phân khối lớn. Phần đầu thì đơn giản với cặp kính Rizuma, tay thắng Raceboy, ốp biển số trước ở phòng rạ. Điều đặc biệt nhất ở đây là dàn chân đầy cơ bắp với mâm ASO, phục upside down cùng với đĩa lớn, heo dầu Raceboy 2 bit đối xứng, dây dầu Morin, mỏ cài dành cho chiếc Accenture cho làm rất bắt mắt, lốc nồi CNC trong suốt, nắp nhớt Raceboy, số gãy 2 tầng CNC. Điều đặc biệt nhất ở đây là sử dụng cái gắp của chiếc mô tô phân khối lớn cực kỳ hầm hố và cứng cáp. Nòng súng cho âm ra âm thanh cực kỳ quy lực. Ngoài ra về sau của xe 1000 cũng được độ chế lại cho chiếc Accenture trông rất lạ mắt. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like, share, nhớ subscribe.